Cũng trong sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn gồm các ông bà Nguyễn Thị Anh Thi, Nguyễn Văn Toàn và Thái Văn Tịnh đã có buổi tiếp xúc đại diện cử tri phường Mỹ An. Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri phường Mỹ An bày tỏ tin tưởng, thống nhất với những chủ trương, chính sách của Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành thời gian qua, đánh giá cao vai trò giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với các vấn đề kinh tế xã hội được người dân quan tâm. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm đến một số vấn đề trên địa bàn phường, nhất là các vấn đề tồn động như đề xuất cải tạo nút giao thông tuyến đường Ngũ Hành Sơn, Hồ Xuân Hương, ô nhiễm môi trường, kiến nghị xây dựng thêm nhà sinh hoạt cộng đồng, phụ cấp cho các tổ trưởng, tổ phó dân phố. Cái chợ Bắc Mỹ An thì chợ này đã xây dựng từ lâu và đã xuống cấp và quá tải. Hiện nay thì các hộ kinh doanh buôn bán đều lấn chiếm ra vỉa hè làm đường, và không riêng ảnh hưởng khu vực chợ mà xung quanh chợ như đường Hoàng Quyền Thanh Quang, đường Phan Tứ, vân vân, người ta cũng che dù bắn dưới lòng lề đường. Thì tôi kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố sớm xây dựng cái chợ này, bởi vì trước đây tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị được các lãnh đạo thành phố trả lời, tuy nhiên là đến nay vẫn chưa thực hiện được. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn đã ghi nhận các kiến nghị của cử tri, qua đó tổng hợp trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Đối với các kiến nghị thu thẩm quyền giải quyết của quận và phường, được lãnh đạo quận và địa phương trả lời cử tri ngay tại buổi tiếp xúc.